Dung, mày thả thằng Nghĩa ra đi. Bà im lặng đi. Bây giờ bà hối hận muốn tôi thả thằng Nghĩa ra hả? Mày thả thằng Nghĩa ra đi. Thằng Nghĩa nó là con ruột của tao chứ không phải con ruột của má mày. Bây giờ nó không có tranh chấp gì với mày đâu. Bà tưởng tôi là con nít nói là tôi tin bà hả? Chắc là má tôi năn nỉ bà hoặc là nắm cán được chuyện gì của bà nên bà nói dốc tôi thả thằng Nghĩa ra. Không có, tao không có gạt mày gì hết á. Thằng Nghĩa nó mới là con ruột của tao, không phải con ruột của má mày. Bây giờ tao phải làm chi thì mày mới chịu tin tao đây? Bà có làm chi tôi cũng không tin bà. Bà về nói lại với má tôi, muốn tôi thả thằng Nghĩa ra thì giao Vạn Nhơn Đường lại. Đơn giản. Du à, Du, bà buông ra. Mày thả thằng Nghĩa ra đi. Nó là con ruột của tao mà, không phải con ruột của má mày đâu. Du à, mày thả thằng Nghĩa ra đi Du. Nó là con ruột của tao mà Du. Du, má hại con rồi Nghĩa ơi. Má hại con rồi. Sao rồi bà? Có gặp được thằng Du không? Thằng Du dứt khoát không chỉ chỗ nhốt thằng Nghĩa. Mặc dù tôi nói á, thằng Nghĩa không phải là anh em ruột của nó, mà nó cũng không có chịu tin. Mà tất cả cũng tại ông hết á. Nếu như ngày đó ông không đánh cháu hai đứa nhỏ thì bây giờ đâu có ra cớ sự như vậy. Tại ông mà. Thôi mà đừng đi bà ơi. Ông cũng có khỏe chi đâu. Bây giờ phải làm sao để cứu thằng Nghĩa đây? Nhìn dữ vậy? Bộ thù tôi lắm hả? Mà công nhận anh tốt số thiệt nghe. Bây giờ hai bà má thi nhau năn nỉ tôi thả anh ra. Thậm chí còn giận cái chuyện anh không phải là con ruột của má mà là con của bà bá. Thằng Du đâu có ngu. Má, má về với con rồi hả má? Má sao vậy má? Giấy chuyển nhượng tao đã ký tên, lăn tay điểm chỉ. Mày cho thằng Nghĩa về nhà đi. Má thương thằng Nghĩa nó vậy sao má? Bà vì nó mới đánh đổi cái Vạn Nhơn Đường cho một đứa mới coi là không ra gì như con sao? Chính mày đã muốn như vậy. Mày muốn có Vạn Nhơn Đường nên mày mới làm ra những chuyện tệ bạc như vậy. Đúng là con muốn có Vạn Nhơn Đường, nhưng con cũng muốn có tình thương của má nữa. Con muốn má giao Vạn Nhơn Đường cho con như một người mẹ giao lại cơ nghiệp cho con trai, trong tình thương, trong lòng tin cậy. Chứ con muốn má giao Vạn Nhơn Đường cho con trong tình cảnh khốn nạn như vậy là tại má ép con. Ép con phải làm như vậy. Tao đã từng rất yêu thương mày, rất tin tưởng mày, nhưng mày đã đạp đổ tất cả. Cho đến bây giờ mày vẫn chưa chịu nhìn ra cái quấy của mày thì thử hỏi tao còn tin mày ở ngã nào được nữa chứ. Con chưa bao giờ đập đổ tình thương của má hết. Chính là thằng Nghĩa. Từ lúc có nó trong căn nhà này, má đã đổi lòng không còn thương con nữa. Thằng Nghĩa không phải là con ruột của tao. Con ruột của tao chính là thằng Hiếu. Nhưng chính vì mày, chính mày đã khiến tao đẩy nó vô chỗ chết. Từ bây giờ trở đi, không còn ai để cạnh tranh chi với mày nữa đâu. Má nói gì vậy má? Má chỉ đang cố gắng bảo vệ thằng Nghĩa. Má sợ con làm hại nó chứ gì. Nếu nó không phải là con của má thì hà cớ gì má đánh đổi cái Vạn Nhơn Đường gì nó hả má? Thành phố không chỉ lấp lánh phồn hoa, đó còn là nơi của những giấc mơ, những phiêu lưu mất mát, nhưng đầy ắp tình người. Ở cái xóm này mặc dù nghèo nhưng mà đắt nhất là tình người. Đón xem Dưới bóng bình yên lúc 19:30 trên kênh HTV7 từ ngày 25/12/2023.